Kính thưa quý vị, đến với phần 2 trong chương trình hôm nay, Ngọc Vi xin gửi đến quý vị bản tin đặc biệt những điều chưa kể nói về ngày dỗ lần thứ 44 của Robert Lửa do ông Trần Quang Duật thực hiện. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý diễn hữu, quý khán thính giả đến với những điều chưa được kể về ngày 29 tháng 3 năm 1975 cách đây đúng 44 năm sau cuộc chiến tại Việt Nam với chủ đề là từ Robert Lửa đến 26. Thưa quý vị, trong chủ đề này chúng tôi có 6 tiết mục chính là thứ nhất, Nguyễn Xuân Phúc. Ông là cựu học sinh trường Trung An An. Chỗ nào có Nguyễn Xuân Phúc là chỗ đó có tiếng cười ồn ào và vui nhộn. Con người thẳng thắn và cương trực, tốt nghiệp á khoa khóa 16 trường Võ bị quốc gia Việt Nam năm 1962 cấp bậc và chức vụ sau cùng là trung tá lữ đoàn trưởng 369 sư đoàn thủy quân lục chiến huy chương cao nhất để tứ đẳng bảo quốc huân chương tất cả các cấp bậc của ông đều được đặt cách tại mặt trận tiết mục thứ nhì robert lửa tôi cứ thắc mắc về danh hiệu robert lửa không hiểu từ đâu mà có tôi nhắc phôn gọi niên trưởng thiếu tá phạm văn tiền ông cho biết cái tên robert lửa là do khóa 18 đặt cho cựu sinh viên sĩ quan nguyễn xuân phúc trong thời gian huấn luyện ông là một sinh viên sĩ quan cán bộ tiểu đoàn trưởng trong hệ thống tự chỉ huy. Mỗi khi Nguyễn Xuân Phúc lên viên trực là có nhiều sinh viên khóa 18 nằm la liệt trên sân cỏ. Do đó khóa 18 gọi ông là Robert Lửa. Tiết mục thứ ba Phúc Yên. Danh hiệu Phúc Yên đã đeo đuổi trên hành trang của thiếu úy Nguyễn Xuân Phúc từ khi về tiểu đoàn 2 Châu Điên làm trung đội trưởng đến khi làm tiểu đoàn trưởng. Hai chữ Phúc Yên được nhắc nhở tới nhiều nhất trong 7 ngày cuối cùng của Lam Sơn 719 với danh hiệu Phúc Yên. Ông đã tạo được nhiều chiến công lừng lẫy trên bốn vùng chiến thuật từ năm 1962 đến đầu năm 1972 và cũng nhiều lần góp máu xương cho chiến trường. Tiết mục thứ tư 216. Sau Lam Sơn 719, theo lệnh của Trung tá Phúc, các cấp chỉ huy phải dùng con số để liên lạc và con số 26 đã xuất hiện trên hệ thống liên lạc của binh chủng và quân đội. Tiết mục thứ năm, Fake sau ngày 30 tháng 4 năm 75 có rất nhiều tin đồn về 26 từ trong và ngoài binh chủng. Nhưng tất cả những tin tức đó đều là fake news. Nhưng khi đọc cuốn ký sự xưa nay chinh chiến mấy ai về của Vũ Xanh Đoàn Văn Tịu, trang 291 có biết là đang liên lạc với Trung tá Tùng, Lữ đoàn phó, bỗng nghe một tiếng ầm rất lớn và sau đó là im lặng vô tuyến cho đến ngày hôm nay. Tiết mục thứ 6. Cọp biển nhớ về 26. Tiểu Cần người hiệu thính viên trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 có biết như sau. Khi được chứng kiến ông làm việc tại TOC trong những ngày cuối cùng tại Hà Lào, nhìn ngoài bút mỡ của ông chấm gạch điều động máy bay đánh bom mới thấy rõ cái tài của ông. Thật tuyệt vời, quá tuyệt vời. Hình ảnh người chỉ huy với đôi mắt mệt mỏi sau hai tuần quần thảo với quân thù. Ông ngồi hẳn lên mặt bàn đóng bằng thùng gỗ pháo binh với một dàn máy PRC-25 mà chiếc ống liên hợp không khi nào rời tay đủ thấy con người ông một vị tiểu đoàn trưởng mà lại giữ chức vụ của lữ đoàn trưởng đại bàng phúc yên ơi tất cả những hình ảnh giọng nói dáng dấp rất là tài điều động và chỉ huy sát thần của 26 sẽ mãi mãi trong thôi đại úy trần văn loan chiến trận hà lào phía bắc đồi 550, sau khi đánh bật địch trong vị trí phòng thủ đầy dãy che rừng chằng chịt của địch tôi bị thương nặng đại bàng phúc yên hét lên trên máy là chính mình bị thương để trực thăng mỹ phải xâm mình bay qua mạng lưới phòng công của địch để bốc tôi. Nếu không phải là đại bàng Phúc Yên, chắc chắn tôi sẽ có tên trong bản hát. Anh không chết đâu anh, người anh hùng ngũ xanh tên loan rồi. Thiếu tá Phạm Văn Tiền, cuộc chiến rồi cũng qua đi, đời người rồi cũng hết. Ngồi ghi lại những dòng chữ này, trỗi dậy từ trong ký ức của một đứa em đã từng có những ngày vui buồn với anh, những ngày hành quân gian khổ, cùng chia nhau những giờ phút tử sinh tại chiến trường. Mặc dù tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng trong tâm khảm của mỗi người lính ngũ xanh đều ao ước một sự trả về của anh dù chỉ là tưởng tượng trong giấc ngủ về đêm. Nhà văn Phan Trần Nam. Nhưng dù xuất thân ở trường Đà Lạt hay Thủ Đức, các sĩ quan trẻ của các tiểu đoàn thủy quân lục chiến đều một lòng đồng ý tôn vinh. Robert Lửa, Nguyễn Xuân Phúc là một sĩ quan ngoại hạng, người chỉ huy quyệt sấp. Ý kiến của Tô Vân Cấp. Nguyễn Xuân Phúc nhỏ con răng vào, anh nhìn tôi cười mỉm chi, nửa thật nửa đùa, hỏi một câu hết sức kiêu khích. Thiếu uy đánh lộn bên tiểu đoàn 5 Nay về kiếm tôi để đánh nữa phải không Nhưng khi sống gần ông tôi vẫn thấy Tôi thấp hơn ông một cái đầu Anh luôn luôn tự tin khẳng khái Không bao giờ sun xoe với thượng cấp Bao bọc đàn em Và dùng kinh nghiệm tác chiến và xử thế Nhất là tình huynh đệ Khi đụng trận một đặc tính đặc biệt Anh để mặc cho cấp dưới thoải mái giải quyết Không ngối thúc Thỉnh thoảng chó vô tần số nội bộ mà công gắn ngủi Cần gì không Còn những cấp chỉ huy khác thì bằng mọi giáp phải chiếm cho được, không thì tôi đưa ông ra tòa án bình. mũ xanh trần ngọc toàn ngoài đại tướng đảng bảo quốc Quân chương anh còn được tặng một silver star, two bronze star với huy hiệu chữ V dành cho chiến công ngoài mặt trận. anh vẫn thường chỉ tay vào những chiến thương bội tinh với các ngôi sao đỏ và nói rằng chỉ có cái này là không thằng nào dám lèo, còn lại thì lèo nhiều quá nên ta không muốn thèm đeo những huy chương khác nữa. phúc là người trí tình trí cốt với bạn bè đồng đội và đàn em lúc nào cũng chỉ mày với tao nhưng khi anh đổi giọng xưng hô có nghĩa là tình bạn hay tình anh em đã chấm dứt anh không bao giờ ninh bạ cấp trên trà đạp và đổ lỗi cho cấp dưới luôn luôn hết lòng nâng đỡ và dìu dắt đàn em vốn tính trung thực bình dị và liêm khiết suốt bao năm chỉ huy đơn vị vốn tự trị về tài chính và tiếp liệu anh không hề có gì ngoài mấy bộ đồ rằn xếp trong hòm gỗ làm bằng tung đạm pháo binh cho đến ngày của cuộc đời là một người lính chiến kiệt xuất uy dũng nhưng cũng đầy mưu lược và giỏi phán đoán nhạy bén với mọi tình huống ngoài chiến trường anh đã lập nhiều chiến công hiển hách như những chuyện thần kỳ truyền khẩu người anh hùng có một không hai này đã một lòng dạ thờ với tổ quốc và quân đội trung tá nguyễn văn Phán, nói về nguyễn văn phúc như sau chúng ta đạt pháo binh báo cáo khẩn cua và biển người đã tràn ngập các pháo đội chúng đang tiến vào bộ chỉ huy lữ đoàn phúc trả lời đạt còn cái pháo nào chơi cây nấy chơi từ nó tới cùng Bà ông tôi nghe phúc dùng tiếng anh yêu cầu đánh bom thẳng vào vị trí của ông ta lập đi lập lại hai ba lần i am crazy buffalo battalion commander please give me all we have at -X, -X, x một hai phút sau giọng phúc có vẻ gấp và lớn vừa tiếng việt vừa tiếng anh là damn um, i am ground commander go ahead do it please là tròn bổn phận với nhiệm vụ ông không cần ai khen ngợi ca tụng ông không cần huy chương ông cũng chẳng cần lo lá Ông đang đau xót và đau xót tận cùng trong lòng của ông khi nghĩ tới những thằng em, những đồng đội của ông đang trong cô đơn lạnh lẽo, nằm giải rác trên chiến trường Hà Lào. Nhân danh một người bạn cho tôi được nghiêng bình, kính phục ông và Đại tá Ngô Văn Định, Lữ đoàn trưởng 258 đã viết về Nguyễn Xuân Phúc như sau. Những ngày đầu điều hành quân ở Côn Điên, Do Linh, Quảng Trị, tôi nhận biết rằng Nguyễn Xuân Phúc, tiểu đoàn phó là một sĩ quan gan dạ và là cấp chỉ huy. Tôi có thể tin và có nhiều tình cảm anh là một sĩ quan giỏi không bao giờ biết đến đồng xu các bạc nào của anh em không làm điều gì mất danh dự của quân đội và của thủy quân lục chiến anh mất đi để lại cho tôi một nềm luyến tiếc đại tá phạm văn trung lữ đoàn 369 đã viết về như sau đầu tháng năm 1968 đại úy nguyễn xuân phúc được chỉ định về nắm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến ngay tuần lễ đầu tiên đã chứng tỏ khả năng chỉ huy tương lai hứa hẹn là một trong những tiểu đoàn trưởng đầy đủ phong độ của binh chủng chiến công đầu tay của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Phúc tại cầu Bình Lợi cũng là chiến công đầu tay của tiền 6 thủy quân lục chiến và nhận xét của tướng tư lệnh thủy quân lục chiến Bùi Thế Lân chọn một đại trưởng thủy quân lục chiến đã là một điều khó cấp chỉ huy phải cân nhắc kỹ lưỡng nhất là về khả năng và tác phong vì dưới quyền tác chiến của họ luôn luôn có hơn 100 sinh mạng vậy thì việc chọn tiểu đoàn trưởng lữ đoàn trưởng là một công việc vô cùng hệ trọng tôi đã chọn phúc làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn trường, lữ đoàn phó rồi lữ đoàn trường thì đủ viết phúc có đầy đủ tư cách và khả năng và lặng sơn kết luận phúc giỏi trong 7 ngày cuối cùng ở hà lào tôi chỉ làm việc trực tiếp với phúc và phúc là người có công nhất trong giai đoạn rút quân khỏi hà lào thiếu tướng bùi thế lân nói tiếp bố tôi và bố phúc là bạn thân cùng trường cùng trong ngành kỹ sư nhưng chưa bao giờ hai cụ đề cập với tôi về chuyện phúc ở à, thủy quân lục chiến phúc cũng chẳng bao giờ quan tâm tới điều này điều phúc quan tâm là lính no hay đói không biết gì về tiền bạc cả. Một chỗ dựa cho đàn em. Trong cuộc điện đàm gần đây nhất với thiếu tá Phạm Văn Tiền, ông cho biết trong giai đoạn gia đình ông gặp khó khăn, 26 đã chờ gạo tới giúp gia đình ông. Và đặc biệt, khi ông được cấp một căn nhà của binh chủng, biết ông không có khả năng, chúng ta Phúc đã ra lệnh cho binh sĩ của tiểu đoàn tại hậu cứ đến sửa cho ông. Và thưa quý vị, trong khóa tôi có một anh bạn làm trưởng ban Nam một tiểu đoàn nọ, bị đi sói chán, anh ta lên gặp Trung ta Phúc và nói, nếu chúng ta không xin cho tôi tuyệt thuyên truyền khỏi tiểu đoàn ngày mai tôi đào ngũ và ngay sau đó với sự giúp đỡ của 26 anh bạn tôi đã được thỏa mãn kết luận theo lời ông đại úy đại đội trưởng lợi dâu như sau ông là một sĩ quan trẻ nhất trong quân lực miền Nam đại đội trưởng tiểu đoàn 8 tiểu quốc đội chiến hàng đêm nằm tại trại giam lâm sơn thanh hóa cứ mãi ngậm ngùi, lính mình mà có độ vài ông như anh phúc thì đâu có mất nước dễ dàng như vậy đúng là chúa phạt mình xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong kỳ phát hình này. Xin hẹn quý vị trong kỳ phát hành kỳ tới, trân trọng. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem bản tin Hoa Thịnh Đốn vào lúc 8 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, từ thứ 2 đến thứ 6 trên SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập, xin email về Washington DC at sbtn tv Ngọc Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.